Xin chào các bạn. Bây giờ hôm nay tôi sẽ giới thiệu các bạn về một cái hệ thống smart home các bạn. Thì hệ thống của tôi như thế này các bạn, nó sẽ có là gì? Đèn quạt, cảm biến khí ga các bạn. Và cảm biến nhiệt độ độ ẩm DHT22 này. Màn hình OLED ở đây hiển thị nhiệt độ độ ẩm mà ha. Hiện tại nhiệt độ là 33 độ C, độ ẩm là 69% ha. Rồi đây là có những cái cơ cấu cửa các bạn ha. Đây là sẽ là hai cánh cửa này gắn như vậy các bạn ha. Đây là gì? Đây là gì? Đây là cánh cửa này các bạn ha, cơ cấu cửa ha. Đó, bây giờ mình sẽ điều khiển, mà chúng ta có thể điều khiển trên giao diện máy tính và web và ha, máy tính web và cái điện thoại ứng dụng điện thoại Android các bạn ha. Trước hết là chúng ta sẽ điều khiển trên cái máy tính các bạn ha. Đây các bạn, đây là cái giao diện điều khiển các bạn ha. Sau bây giờ mình đang bật thiết bị một nha, bật này. Đó các bạn nhìn vào đây, mình thấy đèn sáng không? Cái đèn nó sáng đúng không? Đây đèn phòng khách đúng không? Đây. Bây giờ mình sẽ tắt đi các bạn ha. Đây. Khi mình bật thì ở đây nó gì bật đúng không? Nhiệt độ là 32 độ C. Khi mình bật là ở chỗ đây đèn phòng khách đang bật đúng không? Và cái app này các bạn ha, cái app đây, đây là app này ha, app đây. Đó. Cập nhật các bạn ha, đây ha. Đó, đèn khách đang bật đúng không? Bây giờ mình tiến hành mình gì? Mình tiến hành mình tắt trên cái nút nhấn các bạn ha, đây rồi. Tắt nút nhấn các bạn ha, đây tắt nút nhấn đây. Đây đây đúng không? Đó, tắt cái giờ. Và chúng ta chỉ tiến hành tay qua đây. À, để chúng ta coi cập nhật lại bạn app ha, app trước ha, đây ha, app cập nhật lại ha, tắt các bạn ha, tắt không, đó, tắt hay giờ, tắt này hay giờ, đó, đây là gì, đây cập nhật lại, tiếng Anh cập nhật bạn ha, đó, tắt hay giờ, ok, từ bây giờ chúng ta sẽ bật trên cái app đúng không, ta bật cái quạt đúng không, quạt cái quạt này, hiện tại đây, cái quạt này các bạn, hiện tại là cái quạt ở đang tắt đúng không, bây giờ thấy hình bật ha, thấy hình bật lên cái app rồi ha. Đó, thấy đầy không? Đây ha. Đúng chưa? Đó, bật cái app rồi ha. Đó, đang sáng đúng không? Đó, thấy chưa? À, bây giờ mình cập nhật con web đúng không? Nó bình thường ở đâu tắt mà cập nhật là thấy lấy thấy cùng đúng không? Đó, cập nhật này. Bạn thấy quạt bật chưa? Đó. Thì từ cái cửa mà ha. Từ lấy cái cửa đúng không? Cái cửa đúng không? Cửa đang mở đúng không? Ta nhắn các bạn ha, nhắn này. Em đi tiếng Anh nhắn đây các bạn ha, đây. Em dùng cái đế đây, đây. Đây nha, em nhắn nha. Các bạn coi nhắn nó chạy mà đây ha, đây ha. Đây nha, tiếng Anh nhắn nha, nhắn này. Bạn nghe nó chạy thôi không? Đó, nhắn rồi đây. Đóng này, nhắn này. Thôi mở chưa? Đó. Là cửa phòng khách đúng không? Bây giờ đây chụp ha. Đây là cửa phòng nhà xe đúng không? Giờ bấm cửa nhà xe này, đây. Đang bấm vào này ha. Thấy chưa? Đó. Thấy chưa? Rồi, đây là gì? Đây là gì? Đây là cửa với bạn, đây là cái cửa chính nè. Thì đó, cửa chính này đây, cửa chính cổng nó còn lại cổng á. Em tiến hành nhắn này không? Đây chạm luôn, nhắn lên đây. Nó bị trật khớp rồi, nó bị trật khớp rồi, nhắn này. Bị trật khớp rồi, cái đó mình sẽ chỉnh lại sau mà ha. Thấy chưa? Đây là rồi FPD đúng không? Đây là rồi FPD này, bây giờ sẽ là quét là kêu quét, khi mình quét rồi FPD thì kêu và đây ha. Quét này. Thấy chưa? Lại này. Đó thấy chưa? Đừng có tội, bây giờ tiếp tục kêu cái mấy cái gà mà ha. Thì có cái gà thì nó sẽ kêu rồi ha, đây ha, đây ha. Đó nó kêu rồi ha. Tiền đến quá chưa rồi bạn ha. Nó kêu rồi khi nào hốt cái gà thôi các bạn ha. Rồi thôi. Thì mình cái đây mình có thể xếp nó theo quả ha, đó. Giờ mình tiến hành bật cái tên app và bật cái máy tính, bật cái bệ điện máy tính hết rồi. Đây, mình bật ra. Bật cái bệ hết này, mọi người coi ha. Bật đèn này. Bật đèn nha. Đèn 1 này, đèn 2 này. Cửa phòng khách này, thấy chưa? Giờ đèn bếp này, thấy chưa đó. Bật bếp này. Bật bếp ra. Rồi. Bạn thấy bật bếp đang chạy thấy chưa? Đang chạy các bạn ha. Đó. Bật bếp, đèn bếp nha. Bật bếp ra, đèn bếp ra, bật đèn bếp nha. Rồi gì nữa? Đèn toilet các bạn. Rồi, đèn nhà toilet nha. Đèn nhà xe các bạn ha. Đèn nhà xe nha. Đó, bật hết chưa? Còn một cái đèn đó là gì? Một cái đèn nó là gì các bạn? Một phòng khách.
Đấy, đúng không? Đây không? Ra đây. Cái gì mà quay nhầm vào đây ha. Đó, đó gì vậy ta? Còn một cái đèn đó là đèn phòng khách đúng không? Đó là đèn gì? Đèn bếp đúng không? Đèn bếp đây. Rồi còn cái đèn nữa là. Đây là phòng gì ta? Ở đèn nhà C. Chúng ta khá như vậy các bạn ha. Đó, giới thiệu các bạn như vậy thôi ha. Thì đây là hệ thống smart home đó các bạn, đặt app web đó các bạn ha. Đây vậy tôi sẽ cập nhật đúng không? Cập nhật này, đó cập nhật này. Đó các bạn ha. Đó. Có đăng nhập các bạn, đăng nhập không? Đăng nhập không? Đăng nhập này. Đăng nhập nó tự động cập nhật được các bạn, thấy không? Đó ha. Đó, xin chào các bạn nha các bạn đây ha. Đó. Cái hệ thống này á nó vừa giám sát nhiệt độ, bây giờ ta nhiệt độ độ ẩm này các bạn. À, cầm cái ga rồi cái RFID ha. Điều khiển qua web, web đúng không? Và web và app đúng không? Tắt cái quạt đây các bạn. Tắt đi. Tắt cái đèn đúng không? Tắt quạt đây không? Tắt không? Tắt đèn đi. Tắt quạt đi. Mở cửa này, thấy không? Đóng cửa hay chưa? Đó tắt đèn luôn bạn. Đó hay chưa? Bật quạt thấy không? Các bạn thấy quạt đi, bật quạt này. Thấy chưa? Tắt quạt. Đó. Tắt đèn luôn các bạn. Ba công dạy các bạn. Tắt đèn đây ha. Tắt đi. Rất là nhẹ các bạn ha. Đây là cái cửa này, mở cửa này không? Lên không? Xuống. Bây giờ lên. Xuống ha. Tắt cái đèn này các bạn. Ok. Rồi ha, xin chào các bạn nha. Rồi. Xin chào các bạn.